Điện áp nó là 100V ha. Đây là cái cổng quang ha. Em đang kết nối với từ Smart TV đi xuống ha. Và đây là cái cổng analog ha. Input là điện 100V. Đây là hai cái ngõ ra lo à. Và cái dòng này nó luôn có ngõ ra sub điện luôn nha các bác. Và hai lo short round ha. Đó thì nó sẽ đánh khá là lực ha. Đây kích thước em đo luôn cho các bác ha. Đây là cục vàng nội địa Nhật ha, chiều ngang là 260 mm ha. Chiều cao của nó là 330 mm ha. Và chiều sâu của nó là 350. Đánh khá là khỏe, khá là lực ha, cho một cái cục vàng âm ly nội địa ha, dùng để về làm âm ly. Và đánh từ cái cổng quang rất là ok ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio ha. Xin chào tạm biệt các bác.